Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sửa bài tập của bài số 1 hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều. Bây giờ chúng ta vào sửa vài bài tập của sách giáo khoa. Bài số 2. Cho hình chóp tứ giác đều SMNPQ có cạnh bên SM bằng 15 cm, cạnh đáy MN bằng 8 cm. Hãy cho biết, chúng ta làm câu A trước, mặt bên và mặt đáy của hình đó. Thì để đi giải bài này, trước hết chúng ta phải vẽ hình. Hình chóp tứ giác đều thì chúng ta vẽ đáy là một hình vuông, tuy nhiên chúng ta vẽ nó là một cái bình hành. Vẽ này, đây là hình vuông MNPQ này. Chúng ta vẽ cả cạnh đáy. Các em lưu ý là MNPQ là hình vuông, nhưng mà chúng ta vẽ trong không gian, đó là hình bình hành. Các em nhớ là hai nét này là hai nét đứt, còn hai nét này là hai nét liền. Hai nét này là hai nét bị che khuất đấy các em. Còn hai nét này là hai nét nhìn thấy. Bây giờ chúng ta đi xác định tấm đáy. Chúng ta vẽ hai đường chéo NQ và MP. Các em được tấm của đáy là tấm O. Bây giờ từ O các em vẽ một đường thẳng song song với lề giấy, tức là đường cao của hình chóp đấy các em. Các em lấy điểm S. Sau đó các em vẽ các cạnh bên. Bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát này. Hình chóp tứ giác đều là chúng ta vẽ như vậy. Thầy nghiêng hình lại để các em nhìn thấy đáy nó là một hình vuông các em này. Các cạnh bên bằng nhau vậy đó. Bây giờ chúng ta giải câu A là mặt bên và mặt đáy của hình đó. Mặt bên là có bốn mặt bên các em này. Đó là mặt SMN, mặt SNP, mặt SPQ, mặt SQM. Đó là bốn tam giác cân tại đỉnh S. Và dĩ nhiên bốn tam giác này nó bằng nhau. Bây giờ chúng ta giải câu A. Hình chóp tứ giác đều SMNPQ có mặt bên là bốn mặt bên là SMN, đến mặt bên là SNP, rồi mặt bên SPQ, mặt bên SQM là bốn tam giác cân bằng nhau. Tam giác cân là tại đỉnh S các em. Mặt đáy MNPQ là hình vuông. Như vậy là chúng ta xong câu A. Bây giờ sang câu B. Đã đồ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình đó. Cạnh bên là SM. Chúng ta có cả cạnh bên của hình chóp tứ giác đều này bằng nhau. Cho nên chúng ta có ba cái cạnh bên còn lại các em này. Nó bằng SM và đều bằng 15. Câu B. Hình chóp tứ giác đều SMNPQ có đôi dài cạnh bên. Chúng ta viết đôi dài cạnh bên là chúng ta có SN bằng SP bằng SQ và bằng SM, mà SM bằng 15 cho nên chúng ta viết bằng 15 cm. Cạnh đáy thì chúng ta có bốn cạnh đáy này bằng nhau. Bốn cạnh đáy vì đáy là hình vuông cho nên là bốn cạnh đáy nó bằng nhau. Hình vuông thì có bốn cạnh bằng nhau.
Cho nên chúng ta sẽ đi liệt kê bốn cạnh. Đôi dài cạnh đáy, đó là cạnh đáy NP bằng PQ bằng QM bằng MN, mà MN bằng 8, cho nên chúng ta ghi bằng 8 cm. Vậy là chúng ta kết thúc bài số 2. Bây giờ chúng ta sang bài số 3. Bài kế tiếp, bài số 3 đây các em. Cho hình chóp tam giác đều SDEF có cạnh bên SE bằng 5 cm và cạnh đáy EF bằng 3 cm. Thầy cho biết mặt bên và mặt đáy của hình chóp B là độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình chóp. Câu C là số đo mỗi góc của mặt đáy. Bây giờ trước hết các em vẽ hình. Vẽ hình thì trước hết chúng ta sẽ vẽ đáy trước. Đáy là cái tam giác DF là tam giác đều. Nhưng mà chúng ta vẽ trong không gian là chúng ta hiểu đây là một cái tam giác thường thôi. Sau đó các em đi lấy các cái trung điểm EZ để các em vẽ hai đường trung chuyển. Cắt nhau tại điểm này các em này. Tại điểm O. Cái này mô đó. Thì từ ô chúng ta bắt đầu vẽ đường song song với lề giấy đó. Trên đường này chúng ta lấy một điểm, điểm A, điểm S. Sau đó chúng ta đi vẽ cạnh bên. Và như vậy chúng ta được một hình chóp tam giác đều. Hình chóp tam giác đều là các cạnh bên bằng nhau và đáy là một tam giác đều. Bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát. Các em lưu ý là đáy là một tam giác đều này. Tam giác là EFD là tam giác đều các em. Những cái đoạn thầy vẽ như vậy là Y là G là trung điểm. Các em lưu ý EZ là trung điểm. Và khi đó các em để ý cho thầy là EZ, DI là đường cao của tam giác đều. Nhưng mà trong không gian thì cái góc này nó không vuông. Nhưng mà chúng ta nhìn trên xuống thì chúng ta thấy góc vuông này các em này. Các em lưu ý điều này này. Còn để như thế này thì nó không vuông đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta để hình như thế này để chúng ta bắt đầu giải. Ý thứ nhất, câu A, chúng ta làm tương tự hình chóp tam giác đều SDEF thì có mặt bên là ba mặt bên là mặt bên SDE rồi mặt bên là SEF rồi mặt bên là SED SFD. Như vậy là chúng ta liệt kê xong ba mặt bên là ba tam giác cân bằng nhau, cũng cân tại đỉnh S luôn. Mặt đáy là cái tam giác DEF các em này. Tam giác DEF. Chúng ta để vị trí này cũng được cho nó dễ đọc. Đáy là một cái tam giác đều đúng không? Em nhìn lại cái tam giác đều một tí nhá. Đây, tam giác đều này. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Cho nên là chúng ta sẽ suy ra được ba góc ở đáy cũng đều bằng nhau và bằng 60 độ được. Tiếp. Câu B. Độ dài cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình tròn. Cạnh bên SE chúng ta có rồi, bằng 5 cm, thì hai cạnh còn lại cũng bằng 5 cm. Hình chóp tam giác đều SDF thì có độ dài cạnh bên là các cạnh SD bằng SF bằng SE và bằng 5 cm. Và độ dài cạnh đáy, cạnh đáy là EF người ta cho bằng 3 cm thì các cạnh đáy còn lại cũng 3 cm. Tức là DE bằng DF
DE bằng DS và bằng AS bằng 3 cm. Bây giờ sang câu C là số đo mỗi góc của mặt đáy, thì đáy này là tam giác đều, đáy là tam giác đều, đáy là tam giác đều, và tam giác đều thì số đo của các góc đỉnh A, đỉnh D và đỉnh F đều bằng 60 độ, đúng không? Câu C, hình chóp tam giác đều SDF có, vì đáy là tam giác đều nên số đo mỗi góc của mặt đáy bằng 60 độ, tức là chúng ta có 3 cái góc là DEF là góc đỉnh A đấy các em này. Góc tiếp theo là EFD, EFD là góc này. Cái góc thứ ba là cái góc FDE, là góc góc này đều bằng 60 độ. Như vậy là chúng ta kết thúc câu số 3. Bây giờ chúng ta sang làm một bài tiếp. Bài số 4 là các phát biểu sau đúng hay sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng. Thì bây giờ chúng ta đọc cho cẩn thận này. Câu A này, hình chóp tam giác đều có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, đúng rồi. Hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, tức là tam giác đều được hả? Như vậy chúng ta trả lời là câu A đúng, đúng không? Chúng ta không sửa lại cái gì cả. Câu B là hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau. Đây là chỉ đúng một trường hợp thôi. Còn chúng ta nói là đúng thì phải đúng với mọi trường hợp. Thì như vậy đây sai chỗ nào các em? Sai chỗ là không cần các cạnh bằng nhau, mà các cạnh bên bằng nhau và các cạnh đáy bằng nhau. Chứ còn các cạnh, tức là tất cả các cạnh mà bằng nhau thì cũng là một hình chóp tứ giác đều. Nhưng mà tuy nhiên nó không phải là cái định nghĩa chung của hình chóp tứ giác đều. Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có các cạnh bên bằng nhau và các cạnh đáy bằng nhau. Bốn cạnh đáy bằng nhau đó thì hình chóp tứ giác đều. Như vậy không buộc là cạnh bên bằng cạnh đáy. Còn trong trường hợp này là cho cạnh bên bằng cạnh đáy là một trường hợp đặc biệt của hình chóp tứ giác đều thôi, chứ không phải là cái định nghĩa của hình chóp tứ giác đều. Như vậy là câu B sai, chúng ta sửa lại như sau. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông hoặc các cạnh đáy bằng nhau. Dĩ nhiên ở trong câu B là có tất cả các cạnh bằng nhau, có nghĩa là các cạnh bên cũng bằng các cạnh đáy, thì là một trường hợp đặc biệt thôi các em nhé, chứ không phải đó là cái khái niệm của hình chóp tứ giác đều. Các em lưu ý điều đó. Như vậy thì bài học hôm nay thì dừng ở đây. Các câu bài tập còn lại thì các em về nhà làm. Hôm sau thầy sẽ tiếp tục dạy bài số 2 các em, đó là diện tích xung quanh và thể tích hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều. Các em nhớ đăng ký bấm chuông để theo dõi bài học. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.